Một căn phòng khách với 22 món trên chất liệu gỗ muôn hoa quý mà sang mà chỉ với 400 triệu thôi nha quý vị. Hãy cùng em Minh kiểm chứng trong video clip này của Đồ Gỗ Phương Thảo. 10 món đầu tiên em Minh xin giới thiệu đến quý vị đó chính là 10 cái thành phần trong bộ bàn ghế Khánh Voi, 4 chiếc ghế đơn, 1 chiếc đoản, 1 chiếc bàn, 2 chiếc đôn kẹp và 2 chiếc đôn ngồi. Đó chính là 10 món đầu tiên nha quý vị. Tiếp theo chính là một chiếc kệ tivi cột nho trên chất liệu gỗ muôn hoa và rất là sang trọng với cánh cong, những đường gỗ muôn hoa đẹp vô cùng làm tôn lên sự sang trọng của quý vị. Và phía sau em Minh đây chính là thành phần số 12, đồng hồ trên chất liệu gỗ muôn hoa, đồng hồ chữ nhật theo phong cách châu Âu hiện đại kết hợp với lại cả sự cổ kính của phương Đông. Và những bức tranh trang trí đó chính là 4 bức tranh từ quý hợp thành một bộ tranh vô cùng sang trọng mà lại đẹp đẽ như thế này. Còn những cái gì ạ? Còn cái bàn trà uống nước trên chất liệu gỗ muôn hoa cùng với lại cả ông Di Lặc đang tọa ở đây, quý vị có thể đặt trên bàn như thế này. Và ở đây chính là một cụ cốc thiềm thừ rất là phong thủy để quý vị có thể chơi phải không ạ? Đến đây là 20 món rồi phải không ạ? Tiếp tục sẽ là hai món còn lại chính là cặp tượng cá chép hóa rồng trên chất liệu gỗ muôn hoa như thế này. Và quý vị thấy 400 củ bỏ ra để có thể sắm về nội thất cho gia đình nhà mình như thế này thì liệu có đáng không ạ? Hãy comment xuống bên dưới để Đồ Gỗ Phương Thảo và mọi người được biết nhé.